Hello, xin chào các bạn đã đến với cách video giải đáp thắc mắc của mình. Mình là thầy Phong Hai Nốt. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giải đáp các thắc mắc mà mọi người đã đặt ra câu hỏi để hỗ trợ cho mọi người có thể hiểu hơn về một số những kiến thức về thanh nhọt, về hót hò. Ok, họ vô luôn. Ok. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh đi nha. Lên đây mình sẽ cùng nhau đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất và cùng nhau nghiên cứu. Đôi khi các bạn không đăng ký kênh, các bạn sẽ bỏ lỡ những cái kiến thức rất là hữu ích cho chính bản thân mình đấy. Ok. Vô. Ok, bạn khủng long thông minh. Bạn hỏi là giọng gió với giọng ống, giọng ốc khác nhau và làm sao để hát gió vậy thầy? Giọng gió với giọng ốc khác nhau không thầy, và làm sao để hát giọng gió vậy thầy? Cái bạn giọng gió và giọng ốc thì thật sự là bạn khủng long thông minh ơi, và giọng gió với giọng ốc thì nghe tên nó đã khác nhau rồi. Đúng không? Mình nghe tên là đã khác nhau rồi, cái giọng gió cái giọng ốc là nó đã khác nhau rồi, nên có khác nhau không thầy? Khác đó. Ok, trả lời chính xác nha. Khác rồi, làm sao để hát giọng gió vậy thầy? Tại khoan khoan tôi nói, tại giọng ốc là tại giọng ốc là giọng ốc ở trên ốc, còn giọng gió là mình phát ra một cái âm thanh gió. Giọng ốc có thể là hát nhẹ thì nó hát hát gọi là thuần thuần ốc luôn á, thì nó ra giọng gió. Nhưng mà nếu mà giọng ốc mà được một cái lực nén cụ thể cần thiết thì nó sẽ lại đủ, thì nó vẫn ra giọng không có gió tí nào. Đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nên giọng gió là giọng đó, là giọng gió. Còn giọng ốc là giọng trên ốc, miễn miễn là âm thanh hơi thở á, nó tác động lên cái phần sọ của mình, phần đầu của mình á, phần ốc của mình là phần hét, phần hét voi á, đó nó tác động lên cái và khi mà nó tác được lực lượng đủ mạnh thì nó sẽ ra. Nó cũng chả có gió tí nào cả, đúng không? Nên thật cái tên của nó là đã khác nhau rồi, về cái lý thuyết đó, thì nó càng khác nhau hơn nữa nha. Gió là gió, từ đầu tới cuối là giọng gió, còn giọng ốc thì có gió có không gió. Ok hả bạn ha. Rồi, làm sao để hát giọng gió? Giọng gió là ý ý ý của bạn là giọng gió là gì? Tại vì nếu mà đúng á về kỹ thuật giọng gió đó, đó là miễn làm sao đúng, đúng theo tiếng Việt nha, kỹ thuật giọng gió là bạn hát như thế nào mà để ra được cái gió là nó kỹ thuật falsetto. Kỹ thuật giọng ốc. Hát như thế nào để ra được cái gió đó? Thì khi mà bạn đơn giản thôi, bạn để hát được ra gió thì cái lực nén của các bạn sẽ nhẹ lại và các bạn sẽ thả lỏng cơ cổ ra, và bạn cho cái âm, bạn cho cái âm hờ á, hờ tập lần thời gian đầu thì mình chưa quen cái lực, nhưng mà tập tí riết rồi cũng quen. Đó, mình làm cho cái giọng mình nhẹ lại bằng cái âm hờ của mình, đó là mình hát giọng gió thôi. Giống như bài bài gì đó, bài để tình yêu bắt đầu.
quen nhau đã, ta quen nhau đã bao lâu rồi ơi, đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng 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 đó mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài, để mình ta với con tim khô cằn giá băng. Ok nha, giọng gió là hát vậy đó. Tập như vậy quen rồi, bắt đầu bạn ráp con chữ vào. Này mùa đông mà xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Rồi ok, dễ lắm, tập thời gian tập khoảng tuần lễ là bạn hát được ha. Ok nha, bạn khủng long thông minh. Ok, còn gì câu hỏi gì khác thì các bạn cứ hỏi nha. Ok, rồi mình sẽ giải đáp cho. Rồi. Nhưng mà hỏi xong là phải tập nha. Hỏi xong mà không tập thì cũng như không à. Rồi quay lại cũng hỏi tiếp cũng một câu hỏi đó. Ok, tập đi rồi tự các bạn trong cái quá trình đó các bạn sẽ nghiên cứu, bạn phát triển ra nhiều cái hay nữa đó, thì học rồi tập rồi mới hỏi. À, hỏi xong rồi tiếp tục quay về học rồi tập. Ok nha. Rồi vô delete một bạn xong tiếp luôn. Ok, tiếp theo thầy có cách nào tập luyện quên. Rồi bạn hc thinh hacker thinh 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 hay thịnh gì đó mình không biết nha, không để giấu. Thầy có cách nào có thể tập luyện giọng bariton, giọng bariton có thể hát léo lên được những nốt cao không hạ tông trong bài hát của Bùi Anh Tuấn được không ạ? Có cách nha bạn HC Thịnh. Nếu mà thật sự ra thì giọng baritone á, giọng tenor, nó chỉ là cách, bass cũng vậy, nó chỉ là cái cách phân biệt cho các bạn biết bạn là giọng gì. Đơn giản giống như là mỗi người họ sinh ra họ đều có cái tên hoặc là có cái giới tính, ví dụ vậy đó, thì để phân biệt được thôi. Chứ còn với cái quan trọng nhất là mình có thành công trong cuộc sống này hay không, mình có tạo dựng được cái cơ đồ hay không, hay là mình có làm được hơn như thế này và giống như thế này hay không, thì cái câu chuyện đó là câu chuyện của sự nỗ lực và phát triển, chứ không phải cái sự tập luyện và sự cố gắng. Chứ không phải là sinh ra là mình giọng này là mình mãi mãi là như thế này, đâu có. Sinh ra mình nghèo là mãi mãi mình nghèo, sinh ra mình giàu là mãi mãi mình giàu, đâu có chuyện đó xảy ra. Nghèo, thường thường những người mà sinh ra nghèo là sau này họ rất là giàu, bởi vì họ biết cái khổ cái cực rồi, đúng không? Họ biết cái cực khổ, họ vươn lên, họ phấn đấu, một ngày đó họ giàu còn hơn cái chữ giàu nữa. Còn những người giàu sinh ra ngậm chìa khóa vàng chưa chắc là họ giàu cả một đời đâu. Người ta đây trời ơi, họ phá một phát một là xuống dưới đấy tầng địa ngục họ chơi luôn. Trời ơi, phá xây thì lâu chứ phá thì nhanh lắm. Câu chuyện là sinh ra là một cái tên giống như bariton, tenor, bass, soprano, rồi alto, rồi mezzo soprano, rồi mezzo alto thì nó mới được đó. Thì những cái đó là cái tên bạn đặt ra thôi, nhưng mà trong cái để đạt được cái mục đích là hát được như Bùi Anh Tuấn độ cao đó thì nó là sự nỗ lực thôi, chứ chả có gì cả. Bạn sẽ thay đổi dần, bởi vì bạn có ước mơ, bạn khao khát trở nên giàu có, sau đó trở thành tỷ phú trong tương lai, hoặc là khao khát hát được như cao như ca sĩ này ca sĩ kia, thì cái vấn đề là sự nỗ lực của các bạn nó mới giải quyết cái vấn đề đó, và nó có giữ vững được cái phong độ đó hay không. Có những người sinh ra hát cao y chang như vậy đấy, nhưng mà không tập luyện, không chịu tập, rồi cứ ỷ y vào cái giọng của mình là trời phú trù phới, rồi xong banh luôn, tập thời gian thôi, không tập lo tập luyện, hát gống cổ gống đồ rồi lên banh luôn, thời gian bắt đầu hát hết được luôn, không còn một chút niềm tin vào trong âm nhạc. Đó, có nhiều lắm các bạn ơi, nên bắt buộc tập luyện là một yếu tố cực kỳ quan trọng để tạo nên thành công. Và bạn muốn hát thành công được như Bùi Anh Tuấn và những cái bài hát cao như vậy thì các bạn tập thôi. Đó. Thì cái cách tập đơn giản lắm, tập đúng kỹ thuật giùm mình một cái. Muốn hát cao thì tập thêm hát vôi. Hát vôi nó giúp mình hát cực kỳ cao. Còn muốn mà âm thanh của mình nó liền mạch, nó cân bằng, nó sáng sủa, nó sạch sẽ thì tập thêm mix vôi.
là cái phần mặt nạ của mình. Mình không chỉ lên ốc mà mình lên luôn này. Và mix voice là cái điều khiển, nó mix là âm thanh hòa trộn, là nó điều khiển head voice và chest voice, nó cân bằng cái tỷ lệ để cho cái phần lúc mà bạn hát á, từ nốt thấp lên nốt cao á, nó mượt mà. À thì thôi, muốn hát cao thì tập head voice, còn muốn mà âm thanh từ thấp lên cao nó mượt thì tập mix voice, tập thêm mix voice đó, vậy thôi, đơn giản chứ chắc chắn là các bạn sẽ làm được thôi. Giống như thực sự giọng tenor với giọng baritone nó lệch nhau có khoảng nốt hai nốt à, mà nốt hai nốt nhạc không có nhầm nhò gì, thì khi nào nó lệch nhau 1/2 quãng 8 á thì nó có vấn đề, đúng không? Chứ còn nó có nốt hai nốt nhạc là trời, bạn nhúng người cái là bạn cũng lên được, bạn gào nhẹ cái bạn cũng lên được nữa, chứ không có gì cả. Nhưng mà để mà mình hát được hay cao như Bùi Anh Tuấn thì mình tập, đúng không? Thì giọng Bùi Anh Tuấn bẩm sinh luôn là có hát voice ở trong người. Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm có hay. Bẩm sinh là hát voice Bùi Anh Tuấn rất tốt, chỉ cần tập ổn định cái hát đi mid thôi là hát cao. Hát ti mid hát đi á là hát cao phê luôn. À, ổn định cái phần đó là hát cao luôn. Chưa Bùi Anh Tuấn thì vẫn chưa ổn định lắm, mình thấy là như vậy. À, nhưng mà tập luyện thì sẽ được thôi. Bùi Anh Tuấn là bẩm sinh, nhưng mà phải tập luyện nỗ lực để cái hát đi mid nó tốt. Thì mình bây giờ mình muốn hát được Bùi Anh Tuấn thì mình cũng sẽ tập nỗ lực hát đi mid cho tốt đó. Đó chứ muốn hát cao là sẽ đó, ok ha. À. Còn ai mà tính nhiều bạn nói là tập chest voice để hát cao thì cái đó để các bạn đó cứ tập đi. À. Các bạn cứ tập đi, mình cũng đừng có nên bàn vô bàn ra nói gì đó. Thì các bạn thích thì các bạn nghe mình, còn mà không thích thì các bạn không nghe vậy thôi chứ. À, còn cái hát cao thì phải tập head voice. Trời ơi, giọng ốc mà không cao chứ đi tập giọng ngực giọng bụng kêu hát cao vô lý. Quy luật nó rất là vô lý, đúng không? Rồi mid voice, tập thêm mid voice nữa cho nó cân bằng. À, để muốn hát cao mà hát sạch, hát sủa mà hát khỏe, cao mà khỏe. Ơi mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Dễ thiệt ra nhiều quá. Để anh biết em cần anh, biết em cần anh. Rồi ok, tập các khoảng vang. Ai biết em cần anh. Đấy, để hát được những cái nốt đó nhẹ nhàng như vậy, mình hát rất là nhẹ thoải mái tại vì mình nắm kỹ thuật rồi đó. Thì nếu các bạn baritone bạn nắm được kỹ thuật bạn vẫn phải hát, vẫn hát được như mình, khỏe ra chân tru, ok nha. Rồi được, cố gắng lên, chúc bạn HC Thịnh sẽ hát được những cái nốt cao như vậy và thành công. Baritone nó có một cái ưu điểm là giọng dày bẩm sinh, nếu mà nỗ lực hơn người có thể là tập luyện được hát cao nữa thì đỉnh luôn. Ở trên thế giới có rất là nhiều người baritone hát cực kỳ cao, cực kỳ hay, các bạn có thể nghiên cứu nước ngoài nha. Ở dưới Việt Nam thì cũng có chứ không có đâu, ok. Rồi, vô luôn, tiếp tục. Được nha bạn, cố lên. Rồi, bạn tiếp tục với câu hỏi tiếp theo của bạn Ngờ Hách. Bạn Ngờ Hách. Ngờ là chữ ngờ đó, hắc là chữ hờ đó, bạn không biết tên luôn. Nhưng mà bạn hỏi mình một câu là, trong lúc hát, phát âm thanh của mình hơi yếu. Phát âm của mình hơi yếu, nó không được tròn từ và hơi run run và bị hụt từ ý ạ. À, thầy ơi cho em lời khuyên ạ. À, rồi ok, câu thứ nhất. Với lại câu thứ hai, trong bài Hết Thương Cạn Nhớ ấy, phần điệp khúc nhưng lại quay bước ra vờ, chữ bước em nó hơi bị rướng, em thấy từ đó hơi khó hát, mong thầy lời khuyên và video hướng dẫn ạ. À, ok, đã đến với bạn Ngờ Hát. Đây, tới video hướng dẫn cho bạn Ngờ Hát luôn nè. Rồi, đầu tiên nha, câu hỏi đầu tiên của bạn là, trong lúc hát phát âm của mình hơi yếu, à, nó không được tròn từ và hơi bị run 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 run.
và bị hụt từ. Ý ạ, thầy cho em xin lời khuyên ạ. À, hụt từ, mất chữ là do gì? Thứ nhất, phát âm nó không tốt là do cái hơi thở của mình nó khác. À, mình bẩm sinh, mình sinh ra là mình nói bằng giọng cổ không mà, mình không có nói bằng hơi thở. Ờ, nên là bạn hơi tập, bạn cần bạn phải tập hơi nha. Ha. À, tập vậy thôi. Rồi. Rồi khi bạn hát á, bạn cố bạn gán cái âm ô vào âm ơ vào âm ơ hoặc âm ô vào trong các âm có tự như là âm y, âm e, ma là những cái âm nó phải bẹt ra. Đúng không? A, I, E, ha, O, U thì chữ O, chữ U nó sẽ làm chữ O và chữ ơ O, ơ nó sẽ làm cho mình tròn chữ hơn. Ví dụ như E ha. E, phát âm ơi nha. Mình đang hát bằng hơi thở đó bạn. Đúng không? Đó, mình đang hát bằng hơi đó các bạn. Nên cái chữ của mình nó sẽ không bị tịt lại, không bị mất chữ ha. Tập hơi như phát âm một âm cũng được, tập hoài cũng được. Và làm cho chữ nó dày lên. Tập tới khi nào hết hơi dừng lại, tiếp tục qua từ thứ hai, nâng cao lên, cao lên nữa thôi. Chữ dày lên. À, chữ thứ ba dày dữ đó, bạn cứ tập vậy hoài đi, tập với có công mày sát có ngày nên kim, tập hoài lượng hơi nó cũng lên, nó cũng quen dần. Xong rồi bạn hát mi mê ma mô mô, chữ a mi mê ma mô mô, mi mê ma mô mô, ma mô mô, mi mê ma mô mô. Ok thôi, chắc mình phải làm một cái video cụ thể luôn ha. Thấy các bạn hỏi hoài, thấy con mình có thấy thương quá. Hỏi nhiều. Ok, mình sẽ làm video cụ thể, mình up lên cho các bạn vào đó tập luyện. Tròn âm, tròn chữ, đầy hơi, rõ chữ trong một bài tập duy nhất. Nghe không? All in one, tất cả trong một. Và gì nữa ha? Ok bạn hát ha, đừng lo nha, mình sẽ làm video cụ thể cho bạn luôn. Dạ, yeah. Nhưng mà trên tinh thần là như vậy, luyện tập dễ lắm, không khó đâu. Rồi, vô. Tiếp tục. Câu thứ hai với lại trong bài Hết thương cạn nhớ phần điệp khúc. Nhưng lại quay bước xa bờ, em bị hát nó không nó. Em bước, chữ bước, em hát nó hơi bị rướng đó. Thấy hơi khó. Đúng rồi, chữ bước khó. Bước là nó dễ bị gồng lắm. Bước ra vờ, bài đó hát sao ta? Hát âm của bài gì ta? Hát âm của bài đó, bài là bài gì? Hết thương cạn nhớ. Rồi. Rồi. Rồi ok. Chẳng cần một ai nữa. Ok. Bất kể ai cũng dư thừa.
giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng nhớ, nhưng lại quay bước ra vờ, bảo rằng mình cũng như em, hết thương càng nhớ. Cái kiểu bước này hát gió mà bạn, đúng không? Quay bước ra vờ, quay bước ra vờ, bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Ta falsetto đi. Quay bước ra vờ, quay bước, oh. Falsetto nè. À, pha chữ bước là chữ son thăng bốn, nó hơi cao ha, hơi cao đó với giọng baritone ha. Nó chữ chữ đó cũng khó hát. Quay bước falsetto nè. Rồi xa vờ, ok. Quay bước xa vờ, lý do tại sao mình kêu mình hát nức nở đi đó, nức nở cái giọng mà như Đức Phúc á, đó là một cái kỹ thuật mà có thể giúp các bạn hát được giọng falsetto và nức nở như thế này. Quay bước xa vờ, bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Đây mình thử mình nức nở đấy, các bạn bắt chước cái giọng giống như mình nha, vừa có cảm xúc mà lại vừa hát được falsetto rất tốt ha. Ok, tất cả trong một luôn, mít vôi hơi thở cũng tốt luôn. Giờ mình hát thử nha, kỹ thuật này nha. Cái tao mất tiêu rồi. Nhớ cần, chẳng cần một ai nữa, vô tâm luôn ha. Giọng phát xét tội nè, giọng nước nở nè. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng giữ thừa. Một người đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng nhớ, nhưng lại quay bước. Giọng mà thích đó, nhưng lại quay bước ra vờ, nhưng lại quay bước ra vờ, bảo rằng mình cũng như em, hết thương càng nhớ. Sự thật là chỉ mỗi em, hết thương càng nhớ. Cái giọng nức nở này nè, nó vừa có thoát âm thanh, nó vừa có mid voice, nó vừa có falsetto, nó vừa có đầy đủ cảm xúc. Ồ, giọng hay lắm, kỹ thuật nức nở sánh sủa. Mình sẽ làm một cái video về kỹ thuật nức nở nào. Mà thứ nhất là kỹ thuật làm sao tập hơi cho âm thanh nó tròn trịa ha. Luyện những cái bài luyện tập cơ bản nhất luôn. Và thứ hai là cái kỹ thuật làm sao hát để được nức nở nhất. Ok, cái đó mình sẽ làm video, mình hướng dẫn cho mọi người. Rồi, xong. Được không? Còn câu hỏi nào nữa không? Hết rồi. Ha, để hát được chữ bước đó, bạn hát falsetto đi. Bước xa vờ, giọng nó nức nở lên rồi. Bước xa vờ, bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Là được à, nó này là giọng nói của mình à. Bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Đó, hát như là vậy đó, dễ lắm, có nha. Ok, chúc các bạn sẽ thành công với những cái kỹ thuật nho nhỏ mình chia sẻ sau đây. Và mình hứa với bạn làm hai cái thì mình sẽ làm hai cái. Đón xem vào sắp tới nha, nhớ đăng ký kênh để đón xem hai cái kỹ thuật. Thứ nhất là tập hơi, tập tròn chữ, tập
âm thanh của mình nó không có bị đứt quãng đuôi gì đó, nó dày dặn hơn, thì trong một cái kỹ thuật, một cái bài tập, mình sẽ làm một những cái bài tập để cho các bạn tập quen dần nó, tất cả online luôn, free, ok. Cái thứ hai là mình hứa là mình sẽ làm, đó là mình sẽ ABCD mình tập làm sao hướng dẫn hát nức nở đó, hướng dẫn hát nức nở dễ lắm, một kỹ thuật nức nở là all in one luôn, nó có thoát âm thanh trong đó luôn, cực kỳ hay luôn, ok. Rồi, hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Chúc anh xem luôn vui vẻ và thành công trong việc ca hát của mình. Bye bye.